đội quy lóc thắng miền tây đã hôm nay thì có một mạnh thường quân đó là anh thanh ở bên mỹ đã thấy chị bình như hoàn cảnh chị bình ở ấp chị Hưng thì 42 tuổi đã bệnh thập tử nhất sinh thì hôm nay thắng miền tây lại tới đây để trao số tiền của anh thanh ở sống bên mỹ đã có gửi cho chị bình một số tiền là một triệu hôm nay thắng miền tây cũng tiếp tục lại đây để thăm hỏi chị bình sức khỏe như thế nào và Mời cô chú cùng mình để vào trong để xem và cái tình trạng sức khỏe của chị Bình và 42 tuổi này như thế nào. Mời cô chú anh chị cùng thắng miền Tây vào trong để xem và để hỏi thăm sức khỏe nhé. Sẽ vào nhà chị Bình để mình hỏi thăm sức khỏe và sau đó thì gửi tiền của anh Thanh đang sống bên Mỹ thì cũng gửi tiền cho người em này cũng đi giúp đỡ nhưng hoàn cảnh khó khăn thì hôm nay à, vlog thắng miền Tây tiếp tục lại đây để hỏi thăm chị Bình sức khỏe như thế nào nhé. Đang, à, bởi vì cũng có lâu rồi đại hội chị có đi đâu không? À, chào chị à, sức khỏe chị lúc này sao rồi, cảm thấy sao và chị đang uống thuốc nữa đó hả? À, thấy có khỏe khỏe lên không? thấy đỡ hơn nhiều bắt quạt gió nam đừng cho nó ồn nha à, thấy khỏe ha rồi em chỉ lá đu đủ đó chị có có dùng chưa? Có. Ờ mà dùng một tuần với ba bốn lần thôi là có Hôm thể là nó đỡ là đó. Cũng Hôm qua có uống rồi. Dạ. Bữa nay mới uống cái này. Buổi sáng có ăn cơm sáng không vậy chưa? Dạ sáng. Ăn cháo. Dạ. Thuốc cũng còn nhóc đó, thuốc thấy bịch bịch còn nhiều lắm á. Dạ. Dạ uống thuốc này thấy đỡ. Rồi mình thấy khỏe vậy rồi mình có đi khám ra đi Đi khám ra một lần cho nó Coi coi nó có cho thuốc gì mình uống Mình đúng chứng bệnh mình có khi nó giảm nó, bớt con nào Nó test nữa kìa Nó còn test nữa hả Dạ em không dám đi Ờ à. Nó còn test Không mà mình bệnh như vậy như vậy thì chắc là có thể là nó, nó không có test nữa Ờ à. Rồi test rồi em mệt vậy nó sợ Rồi cái test đó là như test gì là bác sĩ test dùm mình hả Hoặc là nó ăn tiền ta Test tiền nó hai trăm ba mấy ngàn. Ờ Tết, à, một... Tết một lần gì hai trăm ba mấy ngàn ha. À, Tết hai lần mới vô tới bệnh viện. Ờ. À. Vậy thì... là Tết hai, hai giai đoạn mới vô tới bệnh viện. hai người. Đi hai người ổng đưa đi phải Tết bốn lần rồi. Dạ. em nói để giảm bớt chút đi. Nó nghĩ Tết ra em đi. Dạ. dạ. Ừ để, để cho bớt bớt chút đi. Chị đi một chuyến khám ra cho biết tình hình sức khỏe mình như thế nào và bệnh tình mình nó 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 khám lại á bởi vì mình uh, uống thuốc ở nhà cũng uống thuốc tây, thuốc nam như tùm lum la rồi. Dạ. Có khi mình không biết à, không biết ngay thuốc gì đó, không biết mình uống ngay cái gì có khi có thể là nó hết á. Thành ra dạ. mình phải đi khám lại coi cái tình hình sức khỏe mình với cái bệnh tình mình như thế nào để cho bác sĩ ừ. chẩn đoán ra cho cái giấy về cho mình biết luôn cho nó rõ hơn. Thì em nói nó nghĩ test là em đi đó. Dạ. Em thông quát Đã mệt hơn nhiều. Dạ. trước quá trời giờ em đỡ. Mười phần giờ em thấy em khỏe hết bốn phần rồi. Dạ. Vậy cũng tốt lắm rồi, sức dạ. khỏe là vàng mà, mình dạ. gắng giữ gìn sức khỏe đi. Tối em nấu gì đâu Tối nào em cũng tự hết cơm. Dạ quay toàn cảnh nhà cho chị Bình đang sống à, bệnh đang bệnh hiểm nghèo nè quý vị Đây thì mình cũng quay toàn cảnh đây cái lăng giạc này chắc à, tối à, con ngủ hết gì chị Bình. Dạ. Yeah. Giạc này á. Yeah. Đây. Cái cây bạch đằng không à với ton vậy đóng mỏng lét vậy đó với bạch đằng không để cho tạm ở vậy thôi qua ngày vậy thôi chứ đâu có chắc chắn gì đâu quý vị cái này gió một cái một thì nó nó siêu luôn rồi đây thuốc rồi nhiều lắm thuốc chỉ kiếm uống hàng ngày nè đây là thuốc bệt bệt vậy này là cái cái thuốc này là mình kiếm ơn luôn ha à, cái này thuốc thuốc nam quý vị ơi cái này ai chỉ gì uống đó thôi à. rồi rồi anh 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 Quỳnh chồng của chị đâu rồi anh đi chặt thuốc rồi người ta chỉ thuốc nào anh đi chặt thuốc đó lại phơi gì đó đúng rồi mình uống thuốc nam nhiều hơn nó nó tốt hơn cái cái mà thuốc tây bị mình bệnh cái này sơ cái này gan rồi tim phèo phổi gì đó mình dạ. uống thuốc nam nó hay hơn là thuốc tây nha thuốc tây dạ. uống càng ngày nó càng nóng thì nó sức khỏe nó không có được tốt đâu dạ. rồi mình uống hết mình giảm mình giảm đó thì mình đi khám sức khỏe ra một lần đi, dạ. thì cô chú cũng có bình luận vô với thắng miền Tây để cho kêu chị đi khám sức khỏe đó. Với thường xuyên mình ở nhà mình cũng không có làm gì đó, mình cũng uh, uh, niệm phật, niệm phật đi, niệm, uh, mấy niệm mấy phật, em... nam mô a di đà phật cũng được, thì là em rất em... tốt. Nam mô a di đà phật trước khi em ngủ, em tụng kinh gì nào mà em ngủ quên thôi. Đúng rồi, đúng rồi, vậy là quá quý rồi. À với mình thường xuyên bóp tay bóp chân mấy cái chỗ nguyệt rồi đó có chị gì ở trên chợ cũng chỉ mà em quên rồi bữa hôm chị bình luận vô đó kêu dặn chị làm như vậy đó có thì cái, cái 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 găng cốt mình nó 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 đỡ phần nào đó dạ bữa nay em bắt cái này đi lên đi cầm cây đi được rồi à cũng chúc mừng vậy là bữa nay chị bình cũng có đi lên đi xuống đâu được đó quý vị đi lên đi xuống ra trước ra sau rồi đó thì được rồi chị ăn kỹ một chút ăn lò biển cũng không được nữa cái bệnh này đó em không có dám ăn cái gì đâu chị ăn chị hình rồi, hình cá lóc đúng rồi cá lóc thịt nó hiền đừng có ăn lò biển lò ừ. biển là nó độc lắm nó, nó cái bệnh này nó cử đủ thứ hết trơn á cá lóc chị thịt phải không có nhiều đó, đó. À. em ăn có nhiều đó, đó, thì cái này cũng mình gắn đi cái tùy theo cái cái nghiệp của mình hoặc cái duyên của mình cái số của mình nữa thì nó nó cứ nó cứ vậy đó ai cũng phải trải qua một hoàn cảnh sanh lão bệnh tử như vậy hết nhưng mà phải mình có dù gì mình khổ hoặc mình gì đó mình cũng gắng niệm phật em hàng ngày đem em còn niệm phật nữa bởi vì mới có cái, cái phước duyên cô chú để gửi tiền cho mình để đi cứu giúp những người khổ hơn mình đó cái cũng cái duyên cái nghiệp của mình rồi hoặc là cái mình niệm phật nó cũng có có một phần nào đó là linh ứng nếu mà cái tâm mình tốt nữa thì nó nó sẽ sẽ khỏi bệnh luôn dạ. em cũng hồi đó em cũng có ba lần thập tử nhất sinh đó em nhờ niệm phật không đó em nói thật luôn rồi mấy giờ em mới tin tưởng phật tới bây giờ đó thì giờ em niệm phật là em muốn ờ à, đúng rồi biết sao mà trong khi lúc mình niệm mới có 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 cái các chư thiên chư thần theo phù hộ mình không có ai dám lại gần mình hết Vậy đó Hồi trước em ngủ đi Em nhận thấy tầm 7 năm bạ không Bây à giờ không có à. Từ bữa dặn em niệm Phật tới giờ Ngủ là thấy Niệm Phật tới ngủ quên vậy Dạ giấc một tới sáng Thấy bữa nay em cầm cái cây đi ra đi vô đất bình thường Dạ Em mừng quá trời Vậy là bữa nay cũng như khỏe lại Cũng như mười phần khỏe hết uh, Ba bốn rồi ha Dạ Vậy là quá wow quý à Dạ đi được rồi em mà ngon cái gì nữa rồi nấu cơm nước đâu là là do anh quỳnh một tay làm dạ chứ chị đâu có đi ra đi làm nặng nổi nữa đâu đâu có đi làm nặng được ừ. bây giờ anh nói hết tật này đi làm rồi Anh đi làm rồi dạ đi làm đi có thu nhập rồi để thuốc men hàng ngày để nuôi chị với mấy đứa cháu dạ. thì có còn có đứa nhỏ đứa thí an nữa là 6 tuổi à Dạ. chứ nhỏ gái lớn thì có chồng rồi phải không có chồng có chồng không rồi ha dạ. em bệnh nó lại thăm em á dạ Và cái nguyện vọng của chị hàng ngày đó là chị muốn trong cái tư tưởng trong cái nguyện vọng ước mơ của chị đó là là chị ước mơ như cái thế nào ước mơ hàng ngày của mình đó trong cái đầu mình suy nghĩ á em á à? ước mơ cái gì đâu em chỉ ước mơ em sống khỏe đứa con đi học cho con biết chữ như người ta rồi cái nhà sau em ngập quá thì em chỉ có ước mơ được cuốn cái nền nên cho cái ngập được rồi dạ. cái điều đó là em không cần gì nhiều thì cũng em lại tới đây hôm nay thì cũng có do một anh mạnh thường quân ở nước ngoài cũng nói là anh thanh cũng có thấy em đăng lên vậy đó thì anh tôi nghiệp ảnh gửi cho chị một triệu đồng và cứu nhiều hoàn cảnh khác đó, bởi vì em mới lại sớm để em đi hoàn cảnh khác nữa ảnh à, có nhắn nhủ với em là đem qua cho giúp chị một triệu đồng hôm nay thì à, tí nữa sẽ em trao cho chị nhé thì hôm nay cũng có anh Thanh sống bên Mỹ cũng dặn em để qua giúp chị Bình này một triệu thì em hôm nay em cũng cũng nhính thời gian qua đây để cho chị một triệu để em đi những hoàn cảnh khác đây chị Bình cái này là tiền của anh Thanh đó hai trăm bốn trăm sáu trăm tám trăm một triệu và chị Bình có nhắn gửi gì với anh Thanh sống bên Mỹ không ạ à? em cảm ơn anh Thanh rất là nhiều Gửi cho em em rất là mừng luôn chúc anh thanh làm ăn sức khỏe giàu giàu phát tài phát lộc cho anh thanh làm ăn rồi rồi được rồi lửa, lửa. chị xúc động rồi quý vị ơi thì video của thắng miền tây tới đây cũng xin tạm dừng chúc cô chú anh chị em và thay mặt chị bình cũng cảm ơn anh thanh rất nhiều để cho em số tiền đi làm thiện nguyện thì chúc gia đình anh nhiều sức khỏe luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và ai xem video này cũng tiếp tục để giúp chị bình để cho vượt qua những khó khăn lúc này thì chân thành cảm ơn cả nhà nam mô a di đà phật